Vâng, xin chào tất cả các bạn. Trong phân khúc xe tải Ben 3 tấn rưỡi thời điểm hiện giờ để mà chạy bằng B2 ấy, thì có rất nhiều sản phẩm như là của Trường Giang, của Chiến Thắng, của Hoa Mai có 3 tấn, của TMT có 3 tấn 45. Nhưng mà hai sản phẩm mà thời điểm giờ là bên tôi bán chạy nhất và thị trường bán chạy nhất thì nó có hai sản phẩm đứng đầu, đó là xe tải 3 tấn 49 Trường Giang và 3 tấn 48 của Chiến Thắng. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn hai sản phẩm này. Chúng ta có một chút so sánh để làm sao các bác có thể là hiểu rõ hơn về hai sản phẩm và có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cái công việc của mình. Đầu tiên thì về cái hình thức, chúng ta có thể nhìn thấy ngay hai cái xe này sử dụng cái cabin nó la lá là giống nhau đúng không ạ? Nó la lá giống nhau, đều là đèn dọc, mẫu cabin la lá giống nhau. Nhưng xe Chiến Thắng to hơn, bề ngang to hơn, rộng rãi hơn một chút so với cả xe Trường Giang. Chúng ta có thể nhìn thấy đầu tiên là về hình thức, về cabin. Chúng ta bao quát qua một lượt cái vẻ bên ngoài, xong chúng ta sẽ đi chi tiết vào bên trong để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Về cái tay gương thì vẫn là cái thiết kế tay gương có thể là co gập lại được cho cả hai dòng. Khi mà vào ngõ ngách chúng ta có thể cụp gương. Đó, đó là cái điều mà rất chi là quan trọng khi mà chúng ta đi vào ngõ ngách nhỏ. Sơ qua một chút về tổng thể, xe tải 3-49 của Trường Giang thì sử dụng cái động cơ là 70 kW. Còn xe của Chiến Thắng, động cơ của nó là 64 kW, chênh nhau không nhiều. Nhưng một lát nữa chúng ta sẽ khám phá xem là cái xe nào nó hay hơn. Đó, đầu tiên về cái động cơ, động cơ cái xe Trường Giang nó to hơn một chút so với cả xe Chiến Thắng. Và Chiến Thắng thì nó chỉ có một duy nhất một màu thôi, là màu xanh đặc trưng của Chiến Thắng này. Còn Trường Giang nó có rất nhiều màu, màu vàng, màu xanh bộ đội, màu xanh lá. Nó có đến 3-4 màu có thể các bạn lựa chọn cơ. Đấy một cái điểm của Trường Giang nó có thể là hơn một chút so với cả xe Chiến Thắng. Đó. Và về cái mức giá, mức giá thì xe Trường Giang cũng nhỉnh hơn một chút so với cả xe Chiến Thắng, đâu đó khoảng độ từ 15 đến 20 triệu. Đấy. Chúng ta tiếp tục đi về sau. Cỡ lốp thì hai chiếc xe này sử dụng cái cỡ lốp nó như nhau, đều là cỡ lốp 750-16 cả hai bên. Nhưng mà cái xe Trường Giang này thì vân lốp nó khác, vân lốp của khác so với cả xe Chiến Thắng. Các bạn nhìn thấy vân lốp khác nhau hoàn toàn. Lốp của Trường Giang này tốt hơn so với cả xe Chiến Thắng. Đó là cái theo cái nhận định khách quan của tôi. Đó. Và tiếp theo là phần thùng xe. Thùng xe thì hai con này đều có thể là chở nguyên bản nhé, là 2 khối 9, 2 khối 9 hàng. Con này cũng 2 khối 9 và con này cũng 2 khối 9. Nhưng xe Chiến Thắng này có kích thước dài rộng hơn một chút so với cả xe Trường Giang. Còn Trường Giang thì thành thùng lại cao hơn. Chiến Thắng thì là bề ngang của nó là 1m74, còn Trường Giang có 1m61 thôi. Chiến Thắng nó cũng dài hơn, nòng thùng của Chiến Thắng là 2m8 cơ, còn Trường Giang chỉ có 2m59 thôi. Nhưng mà Trường Giang thì cái thành nó lại cao hơn. Thành Trường Giang là 69,5 phân và Chiến Thắng chỉ có 59,5 phân thôi. Về hệ thống gầm thì tôi đánh giá một chút là cái xe Trường Giang có hệ thống gầm tốt hơn, đó là hệ thống sắt chi tốt hơn một chút so với cả xe Chiến Thắng. Các bạn có thể nhìn rõ. Tiếp đến theo dõi là cái động cơ. Động cơ của hai chiếc xe nó khác nhau. Cái công suất thì của Chiến Thắng nó nhỏ hơn so với cả của Trường Giang. Của Trường Giang cái công suất cực đại của nó lên đến 70 kW với vòng quay tối đa là 3.200 vòng trên phút. Nhưng có một cái điểm, đó là cái dung tích xi lanh của ông Trường Giang này nó lại nhỏ hơn. Nó chỉ có 2.29 cm³ thôi. Vì sao cái dung tích xi lanh nhỏ hơn nó lại ra công suất to hơn? Là vì cái máy Trường Giang này từ tối ưu rất tốt, tối ưu tốt hệ thống làm việc của động cơ. Vì vậy cái công suất máy nó được nâng lên. Còn của Chiến Thắng, đây các bạn có thể nhìn thấy cái động cơ của Chiến Thắng.
Chiến thắng thì cái công suất cực đại của nó là 64 kW, ở vòng tua là 3.000 vòng trên phút. Và cái dung tích xi lanh của chiến thắng thì nó là 2.45 cơ. Nó to hơn một chút so với cả của Trường Giang. Tiếp theo, hệ thống số của chiến thắng to hơn một chút so với cả số của Trường Giang. Cầu của chiến thắng cũng lại to hơn một chút so với cầu của Trường Giang. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Vâng, còn về phần nội thất của hai con thì nó sử dụng cái mẫu cabin na ná nhau, vì thế cho nên là cái nội thất của nó cũng tương đối là giống nhau. Nhưng có một chút cái khác biệt, đó là chiến thắng thì cái số phụ của nó được đặt ở trên cái tầng số, mình có thể gạt luôn trên tầng số. Còn Trường Giang thì nó sẽ là dùng công tắc cài số phụ. Và hai con xe này thì đều có điều hòa sẵn theo xe nhé. Hai con này thì đều có điều hòa sẵn theo xe. Đó. Nó nâng cấp một chút so với cả cái máy cơ ngày xưa. Máy cơ ngày xưa thì xe hầu như đa số là không điều hòa theo xe, nhưng thời điểm giờ là đều có tích hợp sẵn điều hòa theo xe. Nó rất chi là hợp lý cho các bác khi mà chạy vào cái mùa hè nóng lực. Đó. Chúng ta có thể nhìn qua một lượt nữa về cái phần bề ngoài của hai xe. Xe chiến thắng thì nó sử dụng cái hộp số to, cầu to và thùng nó cũng to hơn một chút, thì các bác có thể là về chạy cơ nới thêm thì nó sẽ được nhiều khối lượng hơn so với xe Trường Giang. Nhưng mà ông Trường Giang này thì nó có một cái phối bộ rất tốt. Từ xưa đến nay thì ông Trường Giang cái phối bộ từ động cơ, hộp số cho đến cầu số là rất tốt, và cái thùng xe của nó cũng có sự dày dặn hơn so với cả xe chiến thắng. Thùng xe cũng sẽ dày dặn hơn. Tùy vào công việc của các bác, tùy vào cái vùng miền của các bác đang chạy cái dòng xe gì, thì các bác có thể là lựa chọn dòng xe cho nó hợp lý. Hai xe này thì nó có cái giá trị nó tương đương nhau, và cái giá tiền thì nó cũng chênh nhau không nhiều. Vì thế các bác có thể là lựa chọn dòng xe nào cũng được. Nếu muốn tham khảo kỹ hơn thì có thể là mời các bác xuống tận nơi để chạy thử từng xe, rồi đưa ra cái lựa chọn, rồi đưa ra quyết định nó đúng đắn hơn. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn 24/7 đối với cả các bạn. Số điện thoại thì tôi để ở trên màn hình. Nếu có nhu cầu các bạn gọi số hotline ở bên tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Long Bên Chắc. Xin chào và hẹn gặp lại.